Thưa quý vị, chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 do Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố biển Vũng Tàu. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 được tổ chức với mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật từ năm 2017 đến năm 2019. Liên hoan phim Việt Nam lần này hứa hẹn mang đến một bữa tiệc phim Việt đa sắc màu cùng những hứa hẹn kịch tính trong cuộc đua giành giải bông sen vàng. Chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị về những điều thú vị nhất tại Liên hoan. Chúng ta cùng theo dõi. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11, trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, tại các rạp Lotte Cinema Vũng Tàu, đường 3 tháng 2, CGV Lam Sơn Square số 9, Lê Lợi, CGV Blackburn Center 30A, đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu và rạp chiếu phim Bà Rịa số 320 Cách mạng tháng 8, thành phố Bà Rịa. Khán giả Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có dịp thưởng thức miễn phí 30 bộ phim truyện điện ảnh của Việt Nam, gồm Anh Thầy Ngôi Sao 798-10, Cua Lại Vợ Bầu, Chị 13, Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con, Giá Từ Cô Đơn, Giấc Mơ Mỹ, Hai Phượng, Hạnh Phúc Của Mẹ, Hợp Đồng Bán Mình, Hồn Ba Ba Và Con Gái, Khi Con Là Nhà, Lật Mặt, Nhà Có Khách, 11 Niềm Hy Vọng, 100 Ngày Bên Em, Nơi Ta Không Thuộc Về, Người Bất Tử, Sông Lan, Tìm Chồng Cho Mẹ, Thạch Thảo, Tháng Năm Rực Rỡ, Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em, Thưa Mẹ Con Đi, Trạng Quỳnh, Truyền Thuyết Về Quán Tiên, Truyện Ngắn, Vô Gian Đạo, Du Quy Đại Náo, Ước Hẹn Mùa Thu. Không chỉ phủ kín phim truyện ở hai hạng mục phim dự thi và chương trình phim toàn cảnh, Liên hoan phim Việt Nam lần này chắc chắn sẽ đem đến nhiều thú vị cho khán giả bởi nhiều thể loại khác từ hoạt hình, tài liệu cho tới khoa học. Rạp Lotte Cinema rất là vinh dự được phục vụ khán giả Bà Rịa Vũng Tàu nhân dịp từ 23 tới 27 tháng 11 miễn phí hoàn toàn. Và bên cạnh đó là rạp sẽ chiếu những cái phim rất là hấp dẫn như là Hồn Ba Ba Và Con Gái, Thật Tuyệt Vời Khi Bên Em, 798-10, Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con và các phim tham gia thi để mà tranh giải năm nay. Thì rạp Lotte Cinema Vũng Tàu sẽ phục vụ hết mình. Ngoài việc chiếu phim miễn phí, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 còn diễn ra hai hội thảo mang tính thời sự rất cao, gồm bối cảnh quay phim tại Việt Nam và nâng cao chất lượng điện ảnh Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Hai hội thảo sẽ giúp các nghệ sĩ, nhà quản lý và công chúng hiểu thêm về điện ảnh Việt Nam ở thời điểm hiện tại, cũng như nhìn nhận những nền tảng, cơ hội và cả thách thức trong việc hội nhập với sân chơi điện ảnh quốc tế. Theo dõi, đồng hành cùng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, khán giả Bà Rịa Vũng Tàu có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng vào lúc 14 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 11, vào lúc 14 giờ thứ Hai ngày 25 tháng 11. Liên hoan phim này diễn ra tại Vũng Tàu một phần đó là cũng giúp cho những người dân ở Bà Rịa Vũng Tàu của mình là có một cái sự gọi là liên kết, biết thêm nhiều hơn về phim Việt Nam, cũng giống như là gặp gỡ được nhiều cái diễn viên cũng như là những đạo diễn nổi tiếng là từ tất cả các mọi nơi về Việt Nam mình, về Vũng Tàu mình. Em rất là háo hức mong chờ vì em có thể xem phim miễn phí tại rạp Việt Nam và còn có thể gặp được những diễn viên nổi tiếng nữa. Để chuẩn bị cho sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 diễn ra thành công, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành liên quan huy động nhân lực, phương tiện, chọn lựa địa điểm, bối cảnh phù hợp cho từng hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được tỉnh chú trọng nhằm để lại ấn tượng đẹp về Bà Rịa Vũng Tàu cho các đại biểu, người dân và du khách qua sự kiện điện ảnh đặc biệt này.